Trong một vài năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện rất nhiều căn nhà và được thiết kế theo phong cách Nhật Bản vô cùng đẹp mắt. Và những ngôi nhà đến từ đất nước mặt trời mọc này có gì mà khiến nhiều người yêu thích đến vậy? Và làm thế nào để thiết kế nhà theo phong cách Nhật Bản? Thì mời các bạn hãy cùng blog Nội Thất Đẹp đi tìm câu trả lời trong video này nhé! Tại sao nhà phong cách Nhật Bản lại được nhiều người ưa chuộng? Nếu bạn từng tìm hiểu hoặc có niềm đam mê về nền văn hóa Nhật Bản, chắc hẳn bạn cũng đã biết về những ngôi nhà Nhật Bản mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Hiện nay ở nước ta, những ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản đang ngày càng đa dạng, phong phú, từ nhà phố, nhà ống cho đến nhà tiền chế, nhà cấp 4. Sở dĩ nhà theo phong cách Nhật Bản được yêu thích đến vậy là vì những ưu điểm dưới đây. Thứ nhất, mang đến không gian sống lý tưởng, tối giản nhưng vẫn đầy đủ, tiện nghi cho những con người hiện đại, đề cao tính thẩm mỹ nhưng vẫn giữ được sự thư thái và bình yên. Thứ hai, kiến trúc và nội thất tuy đơn giản nhưng không hề làm mất đi sự tinh tế. Ngược lại, nhà ở phong cách Nhật Bản mang đến một vẻ đẹp mới lạ, độc đáo, thể hiện rõ cá tính và gu thẩm mỹ của gia chủ, các bạn ạ. Thứ ba, chất liệu sử dụng chính trong thiết kế nội thất nhà ở kiểu Nhật Bản là những chất liệu thể hiện sự thân thuộc với con người, tạo nên cảm giác gần gũi và ấm áp. Thứ tư, người Nhật rất nguyên tắc và trong thiết kế nhà ở của họ cũng vậy. Từng đường nét, chi tiết ở trong nhà nên tuân thủ tính cân đối, hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng sử dụng, cũng như yếu tố phong thủy. Những yếu tố tạo nên căn nhà theo phong cách Nhật Bản. 1. Tường và gam màu chủ đạo. Các màu chủ đạo của nhà ở phong cách Nhật Bản là những màu trầm, trung tính hoặc những gam màu tự nhiên, nhằm đem lại một cảm giác gần gũi, quen thuộc. Bởi vậy, tường của những ngôi nhà này cũng rất là đơn giản và đơn sắc, không hề đặt nặng những chi tiết sườm da hay là họa tiết, hoa văn như một số phong cách thiết kế khác. Hầu hết là những bức tường phẳng được làm bằng gỗ tự nhiên hoặc là giấy dán tường để tạo một vẻ đẹp mới mẻ hơn đấy, các bạn ạ. Thứ hai, đề cao sự đơn giản và tiện lợi. Đặc trưng cơ bản nhất của thiết kế nhà theo phong cách Nhật Bản chính là sự tối giản và tiện nghi. Những món đồ sẽ được đơn giản hóa nhất và được sắp xếp rất là gọn gàng, ngăn nắp, chỉ bài trí những món đồ nội thất thực sự cần thiết và được sử dụng hàng ngày. Điều này không hề tạo cảm giác trống trải đâu nha. Nó khiến cho những căn nhà kiểu Nhật trở nên thông thoáng và thoải mái hơn đấy. 3. Cách cánh cửa kéo lớn. Dù là nhà ở truyền thống hay là hiện đại của Nhật Bản thì đều thiết kế những chiếc cửa sổ và cửa ra vào rất là lớn. Vốn dĩ có sự thiết kế này bởi vì người Nhật rất thích những gì đến từ thiên nhiên, bao gồm cả ánh sáng. Những khung cửa sổ kính to trang trí thêm rèm cửa màu trắng. Mỗi sáng thức dậy, mới sẽ thấy ánh nắng tràn ngập trong căn nhà của mình và cảm nhận được không khí trong lành ở bên ngoài tràn vào căn nhà thì còn gì tuyệt vời hơn phải không nào? 4. Vật liệu tự nhiên. Vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, mây, tre thì luôn mang lại những giá trị bền vững. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ nhân tạo như hiện nay thì những vật liệu đến từ thiên nhiên còn thể hiện được sự sang trọng đối với kiến trúc hiện đại nơi đấy các bạn ạ. Đặc biệt là ở Nhật Bản có hai loại vật liệu là gỗ cây tùng và tre được coi là hai loại gỗ phổ biến nhất, được sử dụng từ rất lâu đời và mang đến những nét đẹp truyền thống văn hóa của người Nhật. 5. Thiết kế không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Không khó để nhìn thấy những chậu cây xanh ở trong nhà, những vườn cây tiểu cảnh hay là không gian sống mở hướng ra ngoài sân vườn của người Nhật. Và ở trong thiết kế nhà ở của Nhật Bản, đây cũng là một điều không thể thiếu. Đây là một phong cách sống rất là lành mạnh và có lợi cho sức khỏe mà chúng ta cần phải học tập, các bạn ạ. 6. Tận dụng mọi ngóc ngách trong căn nhà. Nhà ở của người Nhật thì không hề rẻ. Người Nhật thì luôn mong muốn cuộc sống của mình giản dị nhưng vẫn phải đầy đủ và tiện nghi. Vì vậy mà từng không gian nhỏ nhất cho căn nhà của mình cũng đều được tận dụng để tạo nên sự tiện nghi và đầy đủ công năng nhất. Ví dụ như chiếc thang gấp khi không sử dụng thì có thể kéo ẩn lên trên mái nhà. Hay chiếc bàn bếp gắn tường có thể nâng lên hạ xuống giúp tiết kiệm diện tích. 10 mẫu nhà thiết kế theo phong cách Nhật Bản. 1. Nhà theo phong cách Nhật Bản sử dụng mái thái hiện đại. 2. Nhà truyền thống Nhật Bản lập ngói Kawara. 3. Nhà 2 tầng ở nông thôn thiết kế theo phong cách đương đại Nhật Bản. 4. Nhà chữ U bọc gỗ đơn giản mà đẹp. 5. Nhà tiền chế phong cách Nhật Bản. 6. Biệt thự 2 tầng kiến trúc kiểu Nhật. 7. Nhà 2 tầng kết hợp giữa thiết kế truyền thống và hiện đại Nhật Bản. 8. Nhà ở phong cách Nhật Bản với thiết kế độc đáo, lạ mắt. 9. Nhà cấp 4 Nhật Bản thiết kế không gian mở. 10. Nhà phố thiết kế phong cách Nhật Bản hiện đại.
lối sống của người Nhật Bản luôn hướng đến sự mộc mạc, đơn giản và tinh tế nhất. Bởi vậy mà kiến trúc nhà ở Nhật Bản luôn thể hiện được rất rõ vẻ đẹp độc đáo riêng biệt mà không thể lẫn lộn với bất kỳ quốc gia nào khác. Hy vọng với những thông tin bổ ích mà chúng tôi đem lại, các bạn sẽ có những kinh nghiệm bỏ túi nếu đang có ý định thiết kế nhà ở theo phong cách Nhật Bản bạn nha. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nha. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog nội thất đẹp nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.